nCoV là ca khúc cổ động phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế Việt Nam đặt hàng ekip nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min và Eric thực hiện. Được viết lời mới dựa trên giai điệu bài hát cũ là bài Gen, ca khúc nCoV đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ phần âm nhạc dễ nhớ, ý nghĩa tuyên truyền tích cực ngay tại thời điểm nhạy cảm khi dịch COVID-19 đang bùng nổ. Sau hơn một tháng, bài hát vẫn còn giữ nguyên độ hot của mình. Và mới đây trên trang cá nhân, tác giả bản hit nCoV đã bày tỏ cảm xúc vui mừng khi vinh dự được xuất hiện trên tạp chí Billboard của Nhật và Mỹ. Tạp chí này đã dành nhiều lời khen có cánh cho nam nhạc sĩ, đồng thời còn bày tỏ sự ngưỡng mộ và tài năng của Khắc Hưng khi anh đã tạo ra một ca khúc mang thông điệp đầy ý nghĩa và có sức lan tỏa to lớn trên toàn thế giới. Theo bài viết, hiện tại ca khúc nCoV phiên bản tiếng Việt đã thu hút hơn 40 triệu lượt nghe trên YouTube, trong khi đó bản tiếng Anh của ca khúc này trở thành bản hit trên toàn thế giới. Chia sẻ về cảm hứng sáng tác của ca khúc nCoV với tạp chí Billboard, Khắc Hưng cho biết: "Với phiên bản mới này, chúng tôi mong muốn mọi người có nhận thức nhiều hơn về an toàn xã hội, đồng thời hy vọng mọi người cùng nhau chiến đấu chống lại COVID-19. Sự xuất hiện của ca khúc này trong thời khắc dịch bệnh đang bùng phát như một thông điệp gửi đến mọi người về phương pháp mà chúng ta có thể làm để giảm sự lây lan của virus. Chúng tôi muốn sử dụng âm nhạc để mang lại năng lượng tích cực và thoải mái, đặc biệt là cho các chiến sĩ ở tiền tuyến, các y bác sĩ, các nhân viên y tế và những người vẫn cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ y tế thiết yếu và cống hiến hết mình để chống lại đại dịch này." Ngoài ra, bài viết còn tiết lộ Khắc Hưng cảm thấy bất ngờ khi ca khúc nCoV nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả quốc tế và anh cảm thấy tự hào khi bài hát này mang lại sự tích cực cho cả Việt Nam và thế giới. Khắc Hưng là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Anh từng tạo ra các bản hit cho các ca sĩ như là Mỹ Tâm, Min, Eric. Ca khúc nCoV được viết lại lời trên nền nhạc của bản hit Gen khiến cho cộng đồng yêu nhạc quốc tế phải điên đảo. Ca khúc này cùng điệu nhạc rửa tay của Quang Đăng liên tục xuất hiện trên các kênh truyền hình quốc tế và được nhiều khán giả nước ngoài yêu thích. Chúc mừng cho nhạc sĩ Khắc Hưng và ekip với những thành công của nCoV.